thì cô thấy rất là lãng phí. Còn bây giờ mà làm cử như thế này thì là đường nó sẽ rộng ra, nó cũng đẹp, rất là có lợi cho những người dân đi lại, cho nó rộng rãi, thoải mái, đường sáng, rộng rãi, không bị tắc đường mấy. Nếu mà phục hồi được thì cũng rất là đẹp. Bỏ đi thì tất nhiên là ai tiếc, thế nhưng mà thôi, ta đành hy sinh một phần là cái tiếc này để ta lấy cái lớn hơn nữa. Nay mai sẽ đẹp hơn và sẽ đường xá rộng rãi, trang trang hơn, dân đi lại an toàn hơn. Mất rất nhiều thời gian để cắm từng những cái viên gốm nhỏ tạo nên cái kỷ lục Guinness mà đến tận ngày hôm nay thành phố vẫn giữ cái kỷ lục tranh gắn gốm lớn nhất thế giới này. Tôi sẽ phải báo cáo con số này đến tổ chức kỷ lục Guinness thế giới và tôi rất là mong thành phố rất kinh phí để đảm bảo lại giữ nguyên con số kỷ lục mà thành phố đang nắm giữ hiện nay, và thậm chí là chúng tôi có thể tạo nên một cái kỷ lục mới, phá vỡ kỷ lục Guinness cũng đã hoàn thành vào năm 2020.